Quanh đây đồn rằng con gái nhà này có vấn đề thần kinh. Tôi đi được chứ? Nhà vườn đó, muốn tôi hẹn chị My ăn cơm luôn không? Cô cũng uống whisky sao? Anh thấy lạ, chị ấy có thể uống hết cả chai. Tôi thích sự chuyển động chậm chậm. Anh dùng cà phê chứ? Không, có ai gặp chuyện gì sao bác? Đàn em cậu Phút bị rắn cắn ở khu vườn sau nhà. Thầy, thuốc của tôi ướt nước hết rồi. Tôi có thể thử một điếu thuốc uống của bác được không? Tất nhiên. Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi không cần mua bất kỳ. Phương, chào chị. Chị Bụt, chị My ở gần chị đó chứ? My còn chưa tới văn phòng. Tôi muốn ngủ lại đây. Sáng mai về sớm. Liệu hợp sao? Có gì không hợp chứ? Người đàn ông và hai người đàn bà đó là ai? Út, Cúc. Khi đó tôi nghĩ rằng ngài chỉ là một con vật nuôi của mẹ mình. Đừng, đừng làm thế. Hổ báo thù chứ? Chưa từng. Cậu không nên tới đây nữa. Không cần đâu, để anh tự đánh xe ra sân bay. Nhỡ họp xong về sớm còn đón con. Tôi là vợ của Chan. Phát Phum, cậu biết Chanachon đang ở đâu chứ? Tour ngày mai đi đâu? Những bài hát hay. Bà mẹ của cháu, họ chết vì ngày ấy đúng không ạ?